We're here at the Gom Chua Co Sen Lung's combination. This is the day time trip Co Yang Wo District 1. This guy is the coin laundry, Chay Sa Coin Laundry. Other side is Bui Bien, day time over there. Một quý có được một món. Rồi muốn ăn thêm thì lấy thêm, còn ăn thì sao? Ăn 35. Ăn bình thường 35. Thì mới coi dĩa cơm cái mà lấy một cái tày là bao nhiêu, thêm một món nữa là nhiêu. Thì dĩa cơm ăn cái món nào thêm cái này thì cũng 30, cái nào cũng 30 hết, không cơm là 30 hết. À vậy hả, 30. Chỉ cho một cái này, một cái này. Ừ, đó chỉ thôi, dạ. Đơn giản thôi. 35, 30, mỗi phần thêm 30. Đó, cũng được. Lấy dĩa được cá lóc với dĩa cơm. Bên đó là ít như cái tôm cho ăn, ăn cho biết. Này bỏ hạt tiêu luôn đây thôi. Thôi được rồi, chỉ cho cái trứng luôn. Cái trứng bỏ cái tay luôn không? À bỏ luôn, bỏ luôn rồi. Bỏ chung hết đi, không cần nhiều đâu. Many many fish. Cơm trứng canh. Qua này nói. Và cho một phần sườn đi. Phần sườn nữa phải không? So we get the rice combination. 1, 2, 3, 4 choices. 105,000 dong. Each dish is 35,000 dong. So extra 30,000 dong. So like $4. So we just do some food here next door. Cheap, $35,000 for plate, and then the extra is $30,000. A lot of food here. So total $4. The soup is free. Yep. A lot of bone. Got the shrimp, stew, whatever, barbecue sauce, whatever, chili sauce, shrimp stir fry.